Rồi, bây giờ Quang sẽ mô tả công việc dựng clip cho các bạn xem video này nha. Các bạn xem video này thì dựng clip theo quy trình như thế này. Chúng ta vô cái phần mềm Luna Fusion thì không nói rồi. Thì bắt đầu từ trong cái mục ở bên dưới này, chúng ta thấy được những cái list thì